đây như này đấy. Đúng rồi. Đây đưa chị kéo lên nào. Chữ lưu em ơi, chữ lưu là 40k nhá. Em lấy thì cho chị số điện thoại với cả địa chỉ luôn nhá. Cho chị số điện thoại nhá Linh Nguyễn. Đây nha mọi người ơi. Cái váy này này, cái váy này sale 150 nha mọi người. Cái này nó là đầm thiết kế nha. Cái đầm là mẫu đang mặc này là 150 nha mọi người. Cho các bạn đi comment nha. Chị nha em ơi, em cho chị luôn cái địa chỉ với cả số điện thoại ở trên này đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn hở lắm. Bộ đỏ. Đây là bộ đỏ đây đúng không? Ok Minh Trang nha. Ok Minh Trang này. Không, bộ đỏ này, bộ đỏ này là của Minh Trang rồi. Minh Trang ơi, Minh Trang lựa thêm một bộ nữa đi cho nó tròn đơn 100k mình đi đơn nhá. Ơ cái lúc thơm của mình đâu rồi? Ấn chụp hình bằng kia đi. Em xem thêm người cho ok Kim. Mặc lên tô tay lắm đấy mọi người ơi. 55k một bộ.